Đã bao giờ các bạn gội đầu và thấy tóc mình bị rụng quá nhiều chưa? Nó khiến các bạn lo lắng một ngày mình sẽ bị hói đúng không? Và theo thống kê thì cái độ tuổi bị hói và rụng tóc đang ngày càng trẻ hóa. Tức là các bạn có thể gặp cái tình trạng rụng tóc khi mới 20-30 tuổi, chứ không phải đến lúc 50-60 tuổi các bạn mới bị đâu. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi vì ngày hôm nay mình sẽ giúp các bạn giải quyết cái vấn đề đó. Trước tiên hãy nói về lý do tại sao chúng ta lại rụng tóc. Thì nó có rất nhiều lý do cho cái vấn đề này. Có thể là do gen di truyền. Nếu như cô, dì, chú, bác, ông bà của bạn bị hói thì khả năng cao là một ngày nào đó bạn cũng sẽ bị hói. Rất tiếc là trong cái trường hợp này mình vẫn chưa tìm được cái giải pháp nào ngoại trừ việc đi cấy tóc cả. Nếu như sau này mình có thể chế tạo ra được một cái máy nào đó để can thiệp vào mã gen cho các bạn thì mình sẽ chia sẻ. Và thế nên là hãy subscribe kênh YouTube channel này của mình nhá. Một lý do đơn giản hơn đó là thay đổi thời tiết. Trong năm sẽ có một khoảng thời gian mà tóc của chúng ta rụng nhiều hơn bình thường. Các bạn cứ để ý mà xem. Thường thì là vào mùa đông, lúc này tóc của chúng ta bị khô, thiếu độ ẩm cho nên nó sẽ giòn và dễ gãy rụng. Hãy bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cho tóc. Cách đơn giản nhất là sử dụng dầu argan oil nguyên chất. Công dụng và cách dùng của dầu argan như thế nào thì mình đã làm một cái video rất là chi tiết rồi, các bạn có thể xem lại nhá. Có lúc các bạn thấy da đầu mình bị ngứa, nổi mẩn đỏ và rụng tóc đúng không? Khả năng cao trường hợp này là các bạn đang bị dị ứng mỹ phẩm. Có thể do bạn mua phải một lọ sáp vuốt tóc kém chất lượng, hoặc phổ biến hơn là do cái bộ gội xả mà các bạn đang dùng đấy. Kể cả những cái bộ gội xả của những hãng lớn trên thị trường như là Sunsilk, Pantene, Clear Hand Shoulder vẫn có thể gây ra tình trạng này, bởi vì cơ thể của các bạn bị nhạy cảm với một hoặc một số thành phần ở trong những cái sản phẩm đó. Cái này tùy vào cơ địa của mỗi người. Cùng một bộ gội xả nhưng có người dùng sẽ bị ngứa, bị nổi mẩn đỏ, bị rụng tóc, nhưng có người dùng thì lại hoàn toàn không sao cả. Lời khuyên của mình trong trường hợp này là các bạn hãy thử thay đổi cái bộ gội xả mà mình đang dùng cho đến khi nào các bạn tìm được một cái bộ gội xả phù hợp với bản thân. Đặc biệt là nên sử dụng sang những cái bộ gội xả cao cấp vì nó sẽ lành tính hơn rất là nhiều. Đây là bộ gội xả cao cấp chuyên trị rụng tóc rất hiệu quả, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ nói về nó sau. Và cuối cùng là do dihydrotestosterone. Đọc líu hết cả mồm, bởi vì mình quen đọc là dihydrotestosterone, nghe rất là tây luôn. Dihydrotestosterone nghe rất là tây mà nói rất là vừa miệng, nghe nó chuẩn. Mà khi mình nói là dihydrotestosterone nó bị líu. Ok, cuối cùng là do dihydrotestosterone. Các bạn nghe kỹ phần này nhá, bởi vì đây mới là cái lý do chính phổ biến nhất gây ra rụng tóc ở nam giới. Từ trước tới giờ thì thường các bạn chỉ nghe thấy hai loại hormone trong cơ thể, đó là testosterone và estrogen thôi đúng không? Thế dihydrotestosterone là gì? Nó là một cái loại hormone được chuyển đổi từ chính testosterone trong cơ thể. Tin xấu ở đây là nó liên kết với các hair receptors, tức là các cái thụ thể ở trên tóc này, và đưa ra những cái tín hiệu khiến cho nang tóc của các bạn bị thu hẹp lại. Và khi nang tóc bị thu hẹp lại thì nó sẽ khó phát triển hơn, gây ra cái tình trạng là gãy rụng tóc. Tệ hơn nữa là nếu như cái nang tóc đó bị thu hẹp quá mức thì thậm chí tóc của bạn sẽ không mọc nữa luôn. Chính là cái nguyên nhân gây ra hói đầu đấy. Các bạn thường nghe người ta bảo là stress gây ra rụng tóc này, thức khuya cũng gây ra rụng tóc này, nhưng lý do tại sao thì không ai nói cả. Chính là vì lúc đó testosterone trong cơ thể của các bạn bị suy giảm và nó chuyển hóa thành quá nhiều dihydrotestosterone. Nhưng đây lại là một hormone không thể thiếu ở trong cơ thể. Nó vẫn đóng những cái vai trò quan trọng nên chúng ta không thể loại bỏ nó được. Thế nên người ta mới nghĩ ra những cái chất được gọi là DHT blocker, giúp ngắt liên kết của hormone này với các thụ thể trên nang tóc, từ đó giúp ngăn việc rụng tóc. Và đây là một bộ sản phẩm chuyên trị rụng tóc có chứa các hoạt chất DHT blocker của hãng Fit đến từ Anh Quốc. Nó bao gồm một bộ gội xả và một lọ serum massage tóc. Trong thành phần của nó có các chất DHT blocker cũng như các dưỡng chất giúp kích thích mọc và làm dày tóc, ví dụ như là acetin tetrapeptide, collagen, vitamin B5, caffeine. Các bạn có thể google những chất này để biết công dụng của nó nhé. Về trải nghiệm sử dụng thì cái bộ gội xả Fit này nó sẽ không làm tóc của các bạn siêu mượt đâu. Nó là dầu gội ngăn rụng tóc chứ không phải là dầu gội siêu mềm mượt. Theo trải nghiệm của mình thì cái bộ gội xả Fit này nó sẽ cho tóc một cái độ ẩm ở mức cân bằng.
Kể cả khi dùng dầu xả thì tóc vẫn rất là tơi và giữ được cái độ phồng rất là tốt. Hãy nhớ đây là một bộ hội xả có chứa các hoạt chất DHT blocker, cho nên cái từ ngăn giảm rụng tóc không phải là thứ được vẽ ra chỉ để quảng cáo. Và các bạn cũng đừng đem nó ra so sánh với cả những cái bộ hội xả ngăn rụng tóc ở siêu thị như là Pantene hay là Sunsilk nhá. Những cái bộ hội xả đó hoàn toàn không chứa DHT blocker, cho nên cái hiệu quả giảm rụng tóc của nó cũng không thể tốt bằng cái bộ hội xả Fit này được. Còn đây là serum làm dày và giảm rụng tóc, cũng chứa các DHT blocker và rất nhiều những cái dưỡng chất giúp tóc chắc khỏe nữa. Với cái lọ serum này thì nó không chỉ giúp ngăn rụng tóc mà nó còn làm dày tóc nữa. Làm dày tóc ở đây không có nghĩa là biến một sợi tóc mỏng thành một sợi tóc dày đâu nhá. Làm dày tóc ở đây có nghĩa là cải thiện cái mật độ tóc của các bạn. Nhớ cho mình nhá. Về cách sử dụng thì không khác gì so với cả hair serum của Paradox. Hãy sử dụng sau khi gội đầu, dùng lên tóc ẩm, massage da đầu để serum thẩm thấu và lưu thông nhanh hơn. Nên sử dụng cách này, tức là hôm nay dùng thì ngày mai nghỉ và cứ tiếp tục như vậy. Nếu như các bạn hỏi mình giữa lọ serum này của Fit và hair serum của Paradox cái nào tốt hơn, thì hãy nhìn vào mức giá của hai sản phẩm. Hair serum của Paradox có mức giá là 230.000 một lọ, còn lọ serum này của Fit là 2.500.000 một lọ, tức là đắt gấp khoảng 11 lần. 11 lần. Vậy thì theo các bạn cái nào tốt hơn? Nói về khả năng ngăn rụng tóc của bộ hội xả và serum của hãng Fit này thì không phải lăn tăn nữa rồi. Bản thân mình đã trải nghiệm và mình cũng đã đưa cho một số người bạn dùng thử. Tất cả đều thấy hiệu quả sau khoảng 1 tháng sử dụng. Đương nhiên là nó đi kèm với một mức giá không hề rẻ. Tiền nào của nấy mà. Thế nên lời khuyên của mình là nếu như các bạn không bị rụng tóc thì cũng không cần thiết phải bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy đâu. Dưỡng tóc thì sử dụng argan oil là đủ. Gội xả thì thậm chí các bạn có thể dùng hàng siêu thị cũng được nếu như các bạn cảm thấy hợp. Còn trong trường hợp các bạn đang tìm kiếm một giải pháp giúp ngăn và giảm rụng tóc thì hãy sử dụng cái bộ gội xả và serum của hãng Fit này, nó thực sự hiệu quả. Và hiện tại các sản phẩm này đang được giảm giá trực tiếp tại Paradox Grooming. Các bạn có thể đặt mua ở trên website hoặc là fanpage của hãng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hy vọng là các bạn thấy nó hữu ích. Nếu như còn bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc nào thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.